Mụn này cứng luôn này. Cứng thiệt. Nữa. Đây là ông chồng ông không cho đi nạn nữa mà nạn nó về mà không đẹp lắm quýnh nó ngay. Thôi. Lần này là bác về phải đẹp. Thổi hiu. Ừ, nó muốn hạt nữa. Hả? Ông nhỏ nó hạt nữa. Bé nó nặng lòn lòn là đúng rồi. Chị ngán hạt bừa chưa? Nó đạt xí nữa rồi đó. Chị cũng mua lửa rồi đó. Tuần xa là nhận khách luôn được chưa chú? Ừ. Đấy. Nhận khách chưa mà anh chưa thấy đang bừa với Trang đó. Ừ. À. Đang bờ trước quả tùng đây cho họ biết. Ừ. Mơ yên dùng nữa không? Mã sờ bò dưới kìa lớn kinh nữa chút này. Chị là bình thái bình thường mà chị lớn. Những đệ kinh. Bình thường, tự nhiên không nói với bình thường. Dịch mà mã cái sờ bò trước là hoành tró. Biết chỗ mua không? Đông Phước mà. Ừ. Ta cứ tưởng trong bạch ráng nhỏ hay là lặng thi không biết nó đi hạt ở đâu mà diễn luồn kinh đó bạn nó hạt chờ mua ấy lặng hạt ở giờ mua mà diễn luồn kinh rớt không nó cũng luồn mượn quà nãy mấy năm rồi mà ơi ơi em chụp lỡ cái ta mắt em chào chị xí được không em có vội không đi ra rồi em có vội không em chào chị xí chào chị xí xí thì chị đón lỡ cái ta
đứng ra. Con đừng đụng cái ta mẹ con ơi. Xí mẹ bài, con đi ra ngùa đi. Bà thấy cái số này nè. Bà xa bà bốn xa xa con chỗ nào. Không biết. Nãy giờ mình biết. Chắc khách. Chà, cũng ăn mà. Lúc rảnh nó không mơ rượu ạ. Lúc bạn kìa. Do mà mới phi kim đi. Do mới phi kim đi, cô chừng nó nạn ra là ông thăm hung. Thâu mạch được lúa nó. Đầu trời như là đùa khùng đứa nó. Có lại anh đâu. Lùm nó quý rồi chạy lên. Cái này ngọ đó. Như chắc cứu là lên đó. Sao lên đấy là hết. Tan hò đó.
không? Con chờ chị thêm hơi phút nữa em nghe. À dạ. Chờ em xíu chị. Rồi tắt đi. Tắt đi.